Aquacelin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Trọng Khương xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ 30 phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe. Thưa quý vị thính giả, trước khi đến với phần 1 của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay với chủ đề là bệnh hôi nách và những sai lầm thường gặp trong chữa trị, Trọng Khương xin được trân trọng giới thiệu đồng hành với chương trình ngày hôm nay đó là vị khách mời Thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực, nguyên bác sĩ đa khoa bệnh viện Hà Thành. Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả, xin chào anh Trọng Khương. Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Aquacelin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Thưa quý vị thính giả, bệnh hôi nách khiến người bệnh vô cùng khổ sở mỗi khi cơ thể sinh mùi, không thể kiểm soát được. Người bị hôi nách đã dùng đến nhiều cách chữa trị như là tìm những sản phẩm lăn, xịt vùng nách khác nhau hoặc là dùng những phương pháp dân gian. Nhiều người còn đi phẫu thuật và triệt tuyến mồ hôi để có thể là tự tin và thoải mái trong sinh hoạt. Dù đã có nhiều người họ tốn rất là nhiều công sức và tiền bạc nhưng vẫn không loại bỏ được mùi hôi do mắc một số sai lầm. Có kiến thức xung quanh bệnh lý hôi nách, biết cơ chế tác dụng của các sản phẩm trị hôi nách sẽ giúp người bệnh loại bỏ được mùi hôi của cơ thể hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. Và câu hỏi đầu tiên Trọng Khương mong muốn được bác sĩ Vũ Văn Lực giải đáp cho quý vị thính giả đó là bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về bệnh hôi nách là do những nguyên nhân nào gây ra không ạ? Dạ vâng, khi mà nói đến hôi nách có lẽ là một thuật ngữ mà khá là quen thuộc bởi vì là chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dạ vâng. Và cũng phải nói thừa nhận rằng là trong cuộc sống cũng gặp rất nhiều người bị cái chứng hôi nách này. Như vậy đến nguyên nhân nào dẫn đến hôi nách thì tôi xin giải thích như thế này. Cái cơ chế, cái nguyên nhân chính dẫn hôi nách ấy, đó là do cái cơ thể bài tiết ra các cái mồ hôi. Vâng. Và mồ hôi ấy, thực ra nó bài tiết rất là sinh, nó hoàn toàn là sinh lý. Vâng. Tức là do hoạt động của cơ thể này, do thay đổi thời tiết từ mát mẻ sang nắng nóng này, thế rồi hoạt động thể lực nhiều thì cơ thể sẽ bài tiết mồ hôi. Dạ vâng. Và khi mà bài tiết mồ hôi ra ấy, thì các cái vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách. Vâng. Các ở đây chúng ta phải lưu ý rằng là các cái vi khuẩn ký sinh ở vùng nách và nó chuyển hóa các cái thành phần của cái mồ hôi. Vâng. Thành những cái sản phẩm gây mùi. Thì đấy là nguyên nhân chính dẫn đến mồ hôi, dẫn đến cái chứng hôi nách. Dạ vâng. Ở đây tôi cũng xin nói thêm rằng là với cái cơ chế chính, với cái nguyên nhân chính như vậy nhưng mà cũng có người thì hôi nách, có người thì hôi nhiều, người thì hôi ít. Dạ vâng. Vâng, thì nó có cái đây là liên quan đến cơ địa của từng người và cái quan trọng là do cái sản phẩm là cái thành phần của mồ hôi. Mà đặc biệt ở đây cụ thể ở đây là tuyến mồ hôi nội tiết nó tiết ra. Dạ vâng. Tôi cũng giải thích thêm là mặc dù như vậy nhưng mà nó còn liên quan đến các cái thành phần của mồ hôi rồi và nó còn liên quan cả đến cái tình trạng chẳng hạn như là cái di truyền nữa. Đấy, có một số người thì có tuyến mồ hôi dầu này thì mồ hôi dẫn cũng dễ bị nặng mùi nặng hơn này, hay những người bị di truyền tức ảnh hưởng cái gen di truyền từ bố mẹ thì cũng gây ra cũng dễ bị chứng hôi nách. Người ta thấy rằng là có những nếu như bố và mẹ mà đều bị hôi nách ấy, vâng, thì đến 80% các con cũng bị hôi nách. Vâng. Một cái tỷ lệ rất là cao và vì chính vì lý do đấy tại sao giải thích tại sao rằng là nhiều gia đình thì thấy rằng bố mẹ bị hôi nách và các con cũng bị hôi nách theo là vì như vậy. Còn nếu như chỉ có bố hoặc mẹ bị hôi nách ấy, thì có đến 50% các con bị hôi nách. Dạ vâng. Thì đấy là yếu tố di truyền. Dạ vâng. Ngoài ra những cái thói quen sinh hoạt như là trang phục này, thế rồi thì thói quen vệ sinh cá nhân này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mùi hôi nữa. Và một cái nguyên nhân nữa cũng không thể không nhắc đến đó là cái thay đổi nội tiết. Chẳng hạn như các cái bạn mà bắt đầu tuổi dậy thì bắt đầu cái tuyến mồ hôi nội tiết hoạt động rất là mạnh. Thì bắt đầu nó gây ra chứng hôi nách. Và những phụ nữ ở giai đoạn mà mang thai sau sinh cũng thay đổi nội tiết rất nhiều thì cũng gây ra cái chứng hôi nách. Thì đấy là cái nguyên nhân gây hôi nách và một số cái yếu tố nguy cơ làm cho hôi nách nó có thể là nặng hơn. Dạ vâng. Và bệnh hôi nách thì có liệu rằng là có thể lây truyền từ người này sang người khác không ạ? Và liệu rằng là chúng ta có thể có cách nào đó để chữa trị, điều trị khỏi vĩnh viễn không ạ? Vâng. Cái vấn đề mà lây cái bệnh hôi nách này thì rất là nhiều người hỏi tôi. Dạ vâng. Vâng. Tức là trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong khám chữa bệnh thì dạ, rất vâng, nhiều người hỏi rằng là bệnh hôi nách có lây không? Bởi vì là trong chúng ta tiếp xúc rất nhiều với người hôi nách. Thế thì tôi cũng xin giải thích rằng hôi nách là hoàn toàn không lây. Dạ. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sống chung với người bị hôi nách này, thậm chí là dùng chung đồ cá nhân này, rồi ôm hôn bắt tay ngủ chung cũng không bao giờ bị lây bệnh hôi nách. Bởi vì sao?
Bởi vì như tôi đã nói là hôi nách nó liên quan đến cái tuyến mồ hôi, ở đây cụ thể ở đây là tuyến mồ hôi nội tiết. Vâng, nó bài tiết ra các thành phần của mồ hôi, ở đây là các cái thành sản phẩm của tuyến mồ hôi nội tiết là các cái axit béo. Và các cái vi khuẩn nó chuyển hóa axit béo nó thành những sản phẩm gây mùi, và nó hoàn toàn là thuộc về cơ địa của từng người chứ nó không lây. Và vì thế mà chúng ta còn có thể sống chung hoặc là dùng chung được cá nhân của người khác bị hôi nách mà cũng không người sợ lây. Thế rồi bạn hôi nách nó có điều trị khỏi bệnh miễn được không? Thì vấn đề này tôi xin nói như này, nhiều người nói rằng là tại sao em dùng thuốc một thời gian mà lại thấy sau ngừng thuốc nó lại bị mùi hôi. Thế rồi em điều trị bao nhiêu lâu rồi nhưng mùi hôi nó không cải thiện được mấy. Cái này là do chúng ta biết rằng là cái vấn đề tiết mồ hôi là vấn đề sinh lý. Vâng. Tức là chúng ta không thể ngăn thích thì ta tiết mà không thích thì ta ngăn tiết mồ hôi được. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là bài tiết mồ hôi được điều kiểm soát bởi hệ thần kinh giao cảm, là hệ thần kinh hoàn toàn tự động cơ thể. Và bài tiết ra thì khi mà do thay đổi của môi trường chẳng hạn như thì bài mồ hôi được bài tiết ra để vừa là để điều hòa thân nhiệt, nhưng đồng thời có tuyến mồ hôi nội tiết nữa. Thế thì cái này nó hoàn toàn là tự động, chứ chúng ta không kiểm soát được nó. Cho nên là vấn đề tiết mồ hôi là nó dần tiết ra thường xuyên, tức là từ ngày này sang ngày khác, cái này sang khác, chúng ta không thể ngăn tiết hoàn toàn được. Và có những người thì thậm chí về mùa đông trời mát mẻ lạnh nhưng mà mồ hôi vẫn được tiết ra, đấy là do ảnh hưởng của cái hệ thần kinh giao cảm. Với cái lý do như vậy cho nên việc mà điều trị khỏi triệt để cái chứng hôi nách này, tôi cho rằng là hiện tại chưa có phương pháp nào điều trị được triệt để cả. Một cái phương pháp mà được đánh giá là điều trị triệt để, tức là chúng ta đốt cái diệt cái tuyến mồ hôi hoặc là cắt cái hạch giao cảm thì cũng chưa hẳn đã mang lại hiệu quả triệt để, mà nhiều trường hợp sau một thời gian cắt đốt thì nó cũng sẽ tái phát. Tại sao như vậy? Là vì trên cơ thể chúng ta, chúng ta biết rằng là có khoảng 4 triệu tuyến mồ hôi, trong đó có khoảng là 3 triệu tuyến mồ hôi là tuyến mồ hôi ngoại tiết và tuyến mồ hôi thông thường. Mà tuyến mồ hôi thông thường này, tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì nó có ở khắp bề mặt da và nó hoạt động từ khi mới sinh ra. Và cái tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì nó, cái chức năng của nó là điều hòa thân nhiệt. Và chúng ta, điều hòa thân nhiệt, tức là khi thời tiết nắng nóng thì hoặc là hoạt động thể lực nhiều thì cái tuyến mồ hôi này hoạt động để nó bài tiết ra mồ hôi để làm hạ nhiệt của cơ thể. Cái tuyến mồ hôi thứ hai đó là cái tuyến mồ hôi nội tiết. Cái tuyến mồ hôi này nó khoảng có 1 triệu tuyến, nó chỉ tập trung ở một vài cái vùng trong cơ thể như là vùng nách này, vùng xung quanh nhím vú này, hay là vùng hậu môn sinh dục. Và cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó chỉ hoạt động bắt đầu từ tuổi dậy thì. Và nó, cái thành phần chính của tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó là các cái axit béo. Và chính cái axit béo này nó bài tiết ra thì các cái vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách, nó chuyển hóa axit béo này thành những cái sản phẩm gây mùi. Và cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó chỉ hoạt động khi đến tuổi dậy thì. Và chính vì lý do đấy giải thích tại sao rằng là những người bị hôi nách thì thường bắt đầu xuất hiện từ tuổi dậy thì, chứ trẻ em chúng ta không bị hôi nách. Thế thì đấy, như tôi đã nói, tức nó khoảng 1 triệu tuyến mồ hôi nội tiết, nên việc mà diệt được nó hoặc là việc mà cắt đốt được hết nó rất là khó. Nên là việc mà điều trị triệt để, tôi cho rằng đó là vấn đề mà rất là khó. Rất là khó. Cho nên là chúng ta chỉ dùng các biện pháp mà đang điều trị triệu chứng thôi, và sử dụng thường xuyên. Thì đấy là cái phương pháp hay là cái điều trị cái hôi nách như vậy, để chúng ta hiểu rằng là cái việc điều trị nó rất là nan giải và không phải là dễ dàng gì, và cũng không thể điều trị triệt để được. Người bị hôi nách thì chắc chắn là họ đã dùng rất là nhiều những phương pháp để có thể là chữa trị, ví dụ như là dùng những sản phẩm lăn xịt vùng nách, hoặc là dùng những phương pháp dân gian, và như chia sẻ thì có những người họ còn phẫu thuật để triệt tuyến mồ hôi. Vậy thưa bác sĩ, những sai lầm nào có thể gặp khi mà chúng ta lựa chọn phương pháp chữa hôi nách hoặc là những sản phẩm, và những sai lầm nào thường gặp trong quá trình sử dụng những sản phẩm lăn nách thưa bác sĩ ạ? Việc mà sai lầm thì không thể tránh khỏi. Và bản thân tôi cũng gặp rất nhiều người mà khi mà lựa chọn cái phương pháp điều trị hôi nách nó chưa hẳn là đã phù hợp. Thế thì cái sai lầm đầu tiên phải nói đến đó là chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không phù hợp với cái tình trạng hôi nách của bản thân. Tôi thấy rằng là có một số người là bị hôi nách rất là nặng nhưng mà sử dụng cái phương pháp dân gian, thì đấy là cái sai lầm cũng rất là thường gặp. Hay là cái thứ hai là chọn cái sản phẩm mà khử mùi. Cái sản phẩm khử mùi thì nó có một cái tác dụng là tức là anh phát ra mùi hôi cơ thể thì tôi lại dùng cái mùi thơm của sản phẩm hoặc cái mùi khác đó tôi át lại cái mùi hôi. Thì cái sản phẩm cái này thì nó cũng mang, nó không, bản chất nó không điều trị được cái chứng hôi nách.
mà nó chỉ là tạo ra cái mùi khác để át lại cái mùi hôi thôi. Thì nó bởi vì là anh có cái tạo ra cái mùi để át lại mùi hôi và nó gây ra cái mùi khác cũng không phải là dễ chịu đối với một số người xung quanh. Và thực tế bằng chứng rằng là nhiều người sử dụng sản phẩm là khử mùi thì cũng gây ra rất là khó chịu đối với người xung quanh, mặc dù là cái mùi hôi nách không còn nữa. Đấy là cái lựa chọn cái phương pháp khử mùi hôi. Phương pháp khử mùi. Thế còn cái phương pháp nữa đó là chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó có thể gây ra là kích ứng da, thế rồi gây thâm, thậm chí gây ố vàng áo. Cái trường hợp này cũng có, tôi đã gặp trong thực tế. Một số người khi mà dùng cái sản phẩm nan nách mà nó không đạt này, không đảm bảo chất lượng ấy, thì nó gây ra tình trạng là thâm vùng nách. Bởi vì sao? Bởi vì là cái sản phẩm nó chứa những cái thành phần nó gây kích ứng da, gây thâm vùng nách. Thì đấy là những cái một số cái sai lầm. Thế còn việc mà cắt hạch giao cảm hay là việc mà diệt tuyến mồ hôi ấy, thì tôi cũng đã gặp ở một cái góc độ nào đó thì tôi thừa nhận rằng là đây là phương pháp được đánh giá là mang lại hiệu quả khá là tốt. Nhưng kỹ thuật thì nó cũng rất là phức tạp. Kỹ thuật rất phức tạp mà không phải ở đâu cũng có thể thực hiện được. Mà chúng ta phải đến những cơ sở y tế có kỹ thuật, có uy tín, có chất lượng thì ta mới có thể thực hiện được cái diệt tuyến mồ hôi hoặc là cắt hạch giao cảm. Và một cái nữa là khi cái phương pháp mà cắt hạch giao cảm cũng như là diệt tuyến mồ hôi thì nó cũng gây ra một số những tác dụng phụ rất nhất định. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi động đến dao kéo thì ít nhiều cũng có tác dụng phụ. Và thậm chí có một số trường hợp còn có thể gây viêm, nhiễm trùng sau khi mà tiến hành các biện pháp người ta gọi là can thiệp. Và cái hiệu quả ấy, thì nó như tôi đã nói thì nó có rất nhiều hàng triệu tuyến mồ hôi, chúng ta không thể mà diệt được hết, không thể tìm được toàn bộ số tuyến mồ hôi đấy để ta diệt. Cho nên là cái việc mà diệt được nhiều hay là mang lại hiệu quả cao thì tôi thấy rằng là một số trường hợp thì cũng sau khi một thời gian sử dụng thì nó cũng không mang lại hiệu quả, và một số trường hợp ban đầu thì cũng có hiệu quả nhưng sau đó thì lại tái phát. Thế thì đấy là một số cái mà sai lầm, một số cái mà gặp phải trong quá trình sử dụng các cái biện pháp để điều trị cái chứng hôi nách. Quan điểm sử dụng những sản phẩm lăn xịt có mùi thơm thì sẽ phù hợp với người nặng mùi hôi để có thể là át mùi này đi phần nào, có đúng không ạ? Vậy thì để có thể là chúng ta khử cái mùi hôi nách hiệu quả thì chúng ta nên lựa chọn một sản phẩm theo tiêu chuẩn nào thưa bác sĩ? Thực ra nếu ta, như tôi đã nói là ta dùng cái sản phẩm mà có mùi gây mùi để át lại cái mùi hôi, thực ra phương pháp đấy tôi nghĩ rằng là đây không phải là phương pháp khắc phục cái chứng hôi nách. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không khử được cái mùi hôi nách mà chúng ta chỉ dùng cái mùi thơm hay là cái mùi khác đó để ta át lại mùi hôi nách thôi. Còn mùi hôi bản thân của cơ thể nó vẫn cứ có, thì đây là cái này nó chỉ đánh lừa người xung quanh rằng là tôi có hôi nách nhưng mà tôi lại dùng cái mùi khác tôi át lại. Thì thực ra đây thì nó cũng gây ra một số, như tôi đã nói, tức là cái mùi hôi, cái mùi thơm này thì nó cũng không phải là phù hợp với nhiều người, và nhiều người cũng cảm thấy rất là khó chịu với những một số cái mùi hôi. Mà không ai có thể là cái mùi thơm, mặc dù là thơm cả nhưng mà không thể phù hợp với mọi người được. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn tôi nghĩ rằng cũng không hẳn là phù hợp. Cái lựa chọn mà tốt nhất tôi nghĩ rằng là đó là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà nó vừa có tác dụng là ức chế cái bài tiết mồ hôi ở vùng nách. Tại sao vậy? Vì như tôi nói, cái cơ chế dẫn đến hôi nách là do cái bài tiết mồ hôi vùng nách. Và ta dùng cái sản phẩm nào đó mà ta ức chế hay là ta ngăn cái tiết mồ hôi vùng nách thì ta giải quyết được cái nguyên nhân gây ra hôi nách. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm đấy nó phải chứa những cái thành phần nữa là tiêu diệt được các cái vi khuẩn ký sinh vùng nách. Bởi vì hai cái cơ chế chính dẫn đến hôi nách đó là anh bài tiết mồ hôi ra, và sau đó chúng tôi lại dùng cái vi khuẩn ở vùng nách nó chuyển hóa các thành phần mồ hôi, nó gây ra chứng hôi nách. Thế thì bây giờ nếu như tôi ngăn tiết được mồ hôi và tôi đồng thời tôi tiêu diệt hoặc là kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn ký sinh vùng nách thì tôi sẽ giải quyết được là cả nguyên nhân và cả cái triệu chứng hôi nách. Và một cái nữa là cái sản phẩm mà nó phải đảm bảo rằng là nó không gây mùi này, rồi không gây ố vàng áo này, rồi thấm hút rất là nhanh, không gây kích ứng da. Thì đấy là sản phẩm mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên lựa chọn sản phẩm như vậy. Thưa bác sĩ, có một vấn đề mà có lẽ là nhiều người cũng quan tâm, đó là về việc chế độ dinh dưỡng. Liệu rằng là chế độ dinh dưỡng thì có ảnh hưởng đến việc cơ thể chúng ta phát ra mùi hôi không ạ, đặc biệt là ở vùng nách ạ?
À đúng đấy, à, bởi vì là chúng tôi đã nói từ cái thói quen sinh hoạt cũng gây ra cái chứng hôi nách. Chẳng hạn như chúng ta trang phục, như tôi đã nói trang phục cũng gây ra, nếu chúng ta mặc trang phục mà bó sát này, trang phục mà nó không thấm hút mồ hôi, không thấm hút mồ hôi tốt này, thì mồ hôi nó bài tiết ra thì nó cứ động lại ở vùng nách. Thì động lại lâu ở vùng nách này thì nó là tạo được cái điều kiện để cho cái vi khuẩn nó ký sinh, nó chuyển hóa và nó phát triển. Thế rồi nó chuyển hóa thành nhiều các cái sản phẩm gây mùi, gây ra nặng mùi. Thế còn chế độ ăn thì ảnh hưởng rất là nhiều. Chẳng hạn nếu như chúng ta ăn những cái chất mà gây mùi như là ăn hành, tỏi này, hay là những cái chất như là rượu, bia, chè, cà phê kích thích này, thì những cái sản phẩm đấy nó đều chuyển hóa thành những cái chất dễ gây mùi. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái chất kích thích ấy, thì bản thân nó, cái chất kích thích nó không gây mùi, nhưng mà nó kích thích cơ thể, kích thích các tuyến mồ hôi, bài tiết nhiều mồ hôi hơn. Thì đây cũng là một trong nguyên nhân tại sao chúng ta dùng cái chất kích thích, nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến là anh cái chứng hôi nách nó nặng hơn. Và nhiều người cũng đã đi khám bệnh cũng đã nói với tôi rằng là sau một hôm uống rượu, thì sau khi uống rượu thì thấy mùi hôi nặng hơn là vì là nguyên nhân là do chúng ta sử dụng kích thích. Và khi sử dụng kích thích như vậy thì chúng ta đã tăng tiết mồ hôi, thì nó gây ra tình trạng là cái mùi hôi cơ thể nó sẽ nặng hơn. Thì đấy là một số những cái thực phẩm, những là đồ uống hay như là cái chế độ ăn nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái mùi hôi, đặc biệt đây là mùi hôi nách của cơ thể. Dạ vâng. Vậy thì thưa bác sĩ, liệu rằng là vấn đề bị hôi nách thì nó có báo hiệu, có phải là một cái báo hiệu gì đấy cho cơ thể của chúng ta biết rằng là chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh nào khác không ạ? À không, không liên quan gì đến bệnh lý. Tôi nói rằng là cái hôi nách này nó không liên quan gì đến bệnh lý cả. Dạ vâng. Bởi vì sao? Bởi vì là nó hoàn toàn bên ngoài cơ thể. Dạ tại sao vậy? Như tôi đã nói rằng là cái hôi nách thì do là chúng ta bài tiết mồ hôi ra. Dạ vâng. Mà bài tiết mồ hôi này là hoàn toàn là sinh lý. Dạ vâng. Thế rồi cái hoàn toàn là sinh lý. Và khi bài tiết mồ hôi ra rồi thì các vi khuẩn là ký sinh ở vùng nách, mà toàn là các cái vi khuẩn mà nó thường là ký sinh, nó sống cộng sinh ở vùng nách thôi chứ không phải cái vi khuẩn gây bệnh, mà nó ký sinh vùng nách này, nó chuyển hóa. Và cái vấn đề này tôi đã nói rằng nó hoàn toàn bên ngoài cơ thể, và nó hoàn toàn là do cơ địa của từng người, chứ nó không phải là bệnh lý gì cả. Cho nên chúng ta nếu như cái chứng hôi nách này không phải là trong một chuyên đề tôi đã nói rằng là cái bệnh, cái hôi nách này không phải coi là bệnh, mà nó chỉ là một cái chứng hôi nách thôi, hay là cái biểu hiện hôi nách thôi, hay là nhiều người dân gian thường gọi là anh này bị hôi nách thôi, chứ không nói rằng anh này bị bệnh hôi nách là vì như vậy. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì như những chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm để có thể là ngăn ngừa cũng như là chữa trị hôi nách, những sản phẩm mà có thể là ngăn tiết mùi hôi, tác dụng kéo dài với thành phần tự nhiên, không có mùi, không có cồn, được kiểm chứng lâm sàng về tác dụng và mức độ an toàn và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Vậy thì sản phẩm trị hôi nách nào đạt được các tiêu chuẩn trên mà lại được nhiều người tin dùng và phản hồi tích cực ạ, thưa bác sĩ? Khi mà nói đến cái lượng sản phẩm như tôi đã nói rồi, tức là mình phải đảm bảo được là nó vừa ngăn tiết mồ hôi và vừa khử cái mùi hôi vùng nách. Đây là một tác dụng kép nếu chúng ta sản phẩm lựa chọn sản phẩm như vậy. Thì cái sản phẩm mà đảm bảo được cái chất lượng như vậy thì đó là sản phẩm Aquaceline, mà cũng đã được sử dụng rất là rộng rãi trong trong thực tế. Thế thì cái sản phẩm này thì được sản xuất bởi cái nhà máy Oceanic của Ba Lan. Đây là một trong ba cái nhà máy về dược mỹ phẩm hàng đầu của châu Âu và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Để khẳng định rằng là sản phẩm đã được cơ quan nhà nước kiểm tra và có đánh giá nó hiệu mang hiệu quả thì người ta mới cấp phép lưu hành. Và một cái nữa là sản phẩm này thì đã nó không gây kích ứng da. Và thời gian thì tác dụng thì lại kéo dài, trong khi đó cái thời gian cái thấm hút rất là nhanh và nó không gây ố vàng áo. Thì đấy là sản phẩm Aquaceline. Chúng ta lưu ý là sản phẩm này thì nó đã hội đủ tất cả những ưu điểm của vấn đề mà khắc phục được cái chứng hôi nách, từ nó vừa khử mùi hôi vùng nách và vừa ngăn tiết mùi hôi và khử mùi hôi vùng nách, và nó mang lại những tác dụng kép và nó không gây kích ứng da, không gây ố vàng áo, và cái thời gian tác dụng thì kéo dài. Thì đấy là một số cái ưu điểm của sản phẩm. Dạ vâng, như vậy là công dụng cũng rất là tốt đúng không ạ? Vâng. Và thưa quý vị, với những lời chia sẻ của khách mời ngày hôm nay bác sĩ Vũ Văn Lực, thì hy vọng rằng là quý vị cũng đã có thêm cho mình kiến thức, kinh nghiệm để có thể hiểu rõ hơn về hôi nách, đồng thời là cũng có thêm một chút thông tin tham khảo
khảo trong việc là chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp với cơ thể mình, giúp cho mình có thể là tự tin hơn khi mà ra đường hoặc là khi mà đứng ở giữa đám đông. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại rằng là với chủ đề ngày hôm nay thì tổng đài 1900 6255 đã rất là sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi kết nối đến từ quý vị để có thể chia sẻ về vấn đề là hôi nách và những sai lầm thường gặp trong chữa trị. Và trong khi chờ đợi những kết nối thành công được báo đến từ bộ phận kỹ thuật thì xin mời quý vị cùng Trọng Khương chia sẻ và lắng nghe những tâm sự, những thắc mắc của quý vị thính giả gửi về hòm thư điện tử của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên muốn được bác sĩ giải đáp như sau ạ. Chào chương trình, tôi 29 tuổi, bị hôi nách từ khi dậy thì. Tôi nhận thấy mình dễ ra mồ hôi hơn người khác. Dù không vận động nhiều nhưng cơ thể đã ra mồ hôi và có mùi khó chịu ở vùng nách. Bản thân tôi nhiều lúc không biết mình có mùi, nhưng người xung quanh thì tỏ ra rất là khó chịu và không thoải mái. Xin hỏi thì tôi bị từ bé như vậy, liệu là có chữa trị dứt điểm được không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng. Thứ nhất ý, thì như tôi đã nói trong chương trình ý, thì là cái hôi nách thường nó xuất hiện là nguyên nhân là do cái bài tiết mồ hôi, ở đây cụ thể là cái tuyến mồ hôi nội tiết. Vâng. Nó bài tiết ra cái các mồ hôi, là các cái thành phần của mồ hôi nội tiết này nó chứa các thành phần là axit béo. Vâng. Và cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó bắt đầu hoạt động từ tuổi dậy thì, từ anh đến tuổi thì rồi anh mới thì nó mới cái tuyến mồ hôi nội tiết nó mới hoạt động. Và cái lý do như vậy cho nên giải thích rằng tại sao mà bị hôi nách bắt đầu nó mới bị xuất hiện từ cái tuổi dậy thì. Vâng. Thế thì cái hôi nách này thì nó xuất hiện từ tuổi dậy thì và nó tăng dần lên đến cái tuổi trưởng thành. Dạ. Và về già thì nó giảm đi đôi chút chứ nó không. Dạ. Hết không mất đi. Thế một số giai đoạn ở cơ thể chẳng hạn như là phụ nữ mang thai hay là sau sinh thì giai đoạn này thì nó có thay đổi rất là nhiều về nội tiết ở trong cơ thể, cho nên là nó hơn nữa rằng cái phụ nữ mang thai thì nó cũng có rất nhiều những cái căng thẳng trong cuộc sống khi mà mang thai, cho nên là ở cái giai đoạn này thì cũng rất là dễ bị hôi nách, và hôi nách ở giai đoạn này nó cũng nặng hơn. Thế thì việc mà điều trị cái hôi nách này thì có điều trị dứt điểm được không? Tôi đã nói trong chương trình, tức là chúng ta không thể điều trị dứt điểm được, khẳng định với nhau như vậy. Và các biện pháp điều trị chúng ta chỉ, thứ nhất là chỉ hạn chế được cái mùi hôi thôi. Dạ vâng. Và làm sau đó chúng ta duy trì bằng cách chúng ta sử dụng cái biện pháp là ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi, thì nó duy trì cái tác dụng thì kéo dài thôi, chứ không. Dạ, có vâng. Biện pháp điều trị nó khỏi triệt để được, kể cả phương pháp đốt tuyến mồ hôi hay là diệt tuyến mồ hôi hay là đốt hạch giao, cắt hạch giao cảm thì cũng. Dạ, vậy. Vâng. Chúng ta nó cũng chỉ mang lại được cái hiệu quả nhất định, và một số trường hợp thì nó gây tái phát. Thế để nói rằng, để thấy rằng là chúng ta không thể điều trị triệt để được. Và biện pháp mà tôi thấy rằng là dễ sử dụng nhất và ưu việt hơn cả mà tiện lợi nhất, đó là chúng ta sử dụng cái lăn nách, làm. Dạ, sao vâng. Cho mà nó vừa ngăn tiết mồ hôi. Dạ, vâng. Vừa ngăn được tiết mồ hôi và vừa khử được mùi vùng nách thì nó sẽ làm giảm cái mùi xuống, chứ nó không, ở đây tôi cũng không dám khẳng định rằng là nó sẽ khỏi triệt để được cái vấn đề là cái mùi hôi cơ thể, nhưng nó sẽ làm giảm được cái mùi của cơ thể, nhất là cái mùi hôi vùng nách, thì nó tự tin, làm cho cả bản thân là tự tin hơn trong giao tiếp, trong hoạt động hàng ngày. Thế cái sử dụng sản phẩm này thì chúng ta nó có sau một thời gian thì nó có khỏi, nó có triệt để không? Dạ, vâng. Thì tôi cũng khẳng định rằng là chúng ta không thể triệt để được, mà chúng ta phải sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên ấy, thì giai đoạn đầu nếu như những người bị hôi nách nặng thì chúng ta sử dụng sản phẩm chẳng hạn như Aquaseline này, nó vừa là ngăn tiết mồ hôi vừa khử mùi vùng nách. Thì giai đoạn đầu chúng ta nếu như bị hôi nách nặng chúng ta dùng hàng ngày. Nhưng sau đến giai đoạn mà khi mà cái mùi hôi hay là cái tuyến tiết mồ hôi nó kiểm soát được rồi ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi, chúng ta không phải dùng thường xuyên. Thế thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta tôi thấy rằng là nó phù hợp nhất để sử dụng, mà nó vừa tiện lợi sử dụng và nó mang lại hiệu quả cao trong trong cái khắc phục cái chứng hôi nách. Dạ vâng. Đó là những lời giải đáp rất là cặn kẽ dành cho vị thính giả đầu tiên đến với chương trình của chúng ta. Và thưa quý vị, thông qua tổng đài 1900 6255 của Joy FM thì chúng tôi đã nhận được một tín hiệu kết nối trực tiếp đầu tiên đến từ một vị thính giả. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe và trò chuyện cũng như là chia sẻ với vị thính giả này. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Vâng, xin chào chương trình Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Vâng, xin chào vị thính giả. Và trước khi mà chúng ta trò chuyện nhiều hơn thì xin mời vị thính giả giới thiệu một chút về bản thân mình đi ạ. Tôi tên là Cường, tôi đang công tác ở Hà Nội. Nghề nghiệp của tôi là kiến trúc sư, cho nên tôi cũng hay phải ra công trình. Dạ vâng. Thì tôi vừa nghe được tư vấn về cái chủ đề khá là tế nhị, là về vấn đề về hôi nách, phải không ạ? Vâng. Vâng. Dạ.
Vâng, vậy thì vị thính giả hãy cùng chia sẻ kỹ hơn vấn đề mình đang gặp phải đi ạ. Vâng, tôi hay phải ra công trình nên là nhiều mồ hôi. Vâng. Và mặc dù một ngày tôi tắm 2-3 lần nhưng mà cái mùi mồ hôi nó khá là nặng và một số tình huống tôi thấy hơi khó xử khi mà gặp mà phụ nữ chẳng hạn. Vâng. Thì đúng là cái mùi nó hơi nặng. Thì vâng. Chương trình cũng như bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi được không ạ? Vâng. Xin chào anh. Xin chào anh Cường. Riêng gì kiến trúc sư mà những người mà hoạt động nhiều trong cái môi trường thời tiết nắng nóng ấy thì nó đều bài tiết mồ hôi ra nhiều anh ạ, chứ không riêng gì kiến trúc sư đâu anh ạ. Thế thì tại sao như vậy? Và như tôi đã nói trong chương trình ấy, thì cái vấn đề bài tiết mồ hôi nó hoàn toàn là sinh lý. Tức là đấy là hoàn toàn là tự nhiên. Chúng ta không thể là thích chúng ta tiết, còn không thích chúng ta ngăn tiết mồ hôi được. Để thấy rằng là vấn đề tiết mồ hôi nó hoàn toàn tự nhiên. Vì thế anh chỉ cần thay đổi thời tiết một chút, thời tiết từ mát mẻ sang nắng nóng một cái thì là mồ hôi cơ thể đã bài tiết ra nhiều rồi. Hay là anh chỉ hoạt động thể lực một chút, rồi đi công trường hay là các vận động viên thể dục thể thao, thì người ta chỉ chạy nhảy một lúc thôi là mồ hôi sẽ vã ra rất là nhiều. Thì đây là cái cơ chế người ta gọi là bài tiết mồ hôi hoàn toàn là tự nhiên, chúng ta không thể ngăn tiết nó được đấy. Thế thì đúng như trường hợp của anh mắc phải, đó là chúng ta khi mà anh mồ hôi ra nhiều vậy thì cho dù anh tắm ngày vài lần thì cái mồ hôi nó vẫn không hết được. Tại sao như vậy? Là bởi vì khi mà ta bài tiết mồ hôi ra ấy, thì cái mồ hôi cái chính, cái tác nhân chính dẫn đến cái hội chứng hôi nách, đó là cái mồ hôi, cái tuyến mồ hôi nội tiết. Nó cái mô nội tích này nó khoảng có 1 triệu tuyến, thì nó tập trung vào số vùng trong cơ thể như là vùng nách này, vùng quanh núm vú, vùng hậu môn sinh dục. Và cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó bài cái thành phần của nó là các cái axit béo. Và chính các axit béo này thì khi mà nó bài tiết ra ngoài thì các cái vi khuẩn ký sinh vùng nách nó chuyển hóa axit béo này thành những sản phẩm gây mùi. Thế thì đấy là cái cơ chế dẫn đến cái chứng hôi nách. Và cho dù chúng ta tắm xong một chút, thậm chí có người mùa đông cũng nó cũng có cái mùi, chứ không phải là cứ không có mồ hôi mà nó không có mùi đâu. Bởi vì đây là cái này là do cơ địa của từng người. Thế thì tôi xin nhắc lại rằng là tại sao có người thì bị, có người thì không bị hôi, là bởi vì là nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Và một trong yếu tố đấy tôi phải xin nhắc lại, đó là do cái thành phần của tuyến mồ hôi, hay nói khác là do cơ địa của từng người dài. Và cái thành phần tuyến mồ hôi, chẳng hạn như những người mà tiết ra mồ hôi dầu chẳng hạn, anh mà tiết ra mồ hôi mà anh sờ trên da mà thấy nó cứ nhớt nhớt ấy, thì đấy những người mồ hôi dầu thì cái nguy cơ của hôi nách rất là cao. Cái nguyên thứ hai đó là yếu tố di truyền, tức là chúng ta hưởng gen di truyền từ bố mẹ. Nếu bố và mẹ vừa bị bố và mẹ đều bị hôi nách ấy, thì đến 80% các con bị hôi nách, một tỷ lệ rất là cao. Thế cái nguyên nhân nữa đó là thay đổi nội tiết, chẳng hạn những người bước vào tuổi dậy thì nó cũng có nguy cơ bị hôi nách rất là cao. Thế thì đấy là một số nguyên nhân. Thế thì để khắc phục nó thì ta khắc phục như thế nào? Thưa với anh rằng là cho đến nay thì chưa có phương pháp nào điều trị được cái hôi nách triệt để cả. Và chúng ta chỉ dùng các cái lăn nách để làm gì? Để ngăn tiết mồ hôi và đồng thời là khử cái mồ hôi vùng nách. Thế thì ngăn tiết ở đây chúng ta dùng các cái sản phẩm mà ta lăn vào vùng nách để chặn vào các cái tuyến mồ hôi, chặn vào cái lỗ chân lông ấy, thì để làm giảm tiết mồ hôi vùng nách ra. Và cái tác dụng thứ hai đó là có thành phần để kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn vùng nách, để làm cho cái vi khuẩn đấy nó không còn tồn tại nữa và nó không chuyển được cái thành phần của mồ hôi gây ra mùi hôi quá chịu nữa. Thì đấy là cái cho đến nay cái phương pháp đấy tôi đánh giá là phương pháp mà dễ thực hiện và thông dụng hơn cả. Thì anh có thể sử dụng sản phẩm Aquaseline để mà lăn nách để khử mùi hôi hàng ngày thôi, chứ còn việc mà tắm nó cũng không cải thiện được nhiều đâu anh ạ nhé. Vâng. Hy vọng với những lời tư vấn chia sẻ đến từ bác sĩ Vũ Văn Lực thì vị thính giả của chúng ta cũng đã rất là hài lòng, và trong thời gian tới thì có thể là có những thêm một cái biện pháp mình tham khảo để có thể là tự tin hơn. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình với những chia sẻ của quý vị thính giả thì có một thính giả tiếp theo không tiện kết nối trực tiếp lên chương trình đã gửi thư về chương trình với mong muốn được lắng nghe bác sĩ Vũ Văn Lực giải đáp như sau ạ. Xin chào bác sĩ, xin hỏi mồ hôi và mùi hôi vùng nách có phải là không phải là lúc nào cũng đi kèm với nhau đúng không ạ? Và tôi nhiều khi là không ra mồ hôi, nách thì vẫn khô nhưng mà vẫn nặng mùi. Xin hỏi trường hợp của tôi có dễ điều trị hơn người vừa tăng tiết mồ hôi vừa có mùi hôi không? Và cần phải chữa trị như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Cái này thì đúng là mồ hôi vùng nách và cái mùi hôi nhiều khi nó không song hành với nhau.
Có những trường hợp ý, thì khi mà ta nhiều tăng tiết mồ hôi về chung, nói chung ý, thì những người mà tăng tiết mồ hôi hay mồ hôi nhiều ý, thì nó sẽ dễ bị mùi hôi nách nhiều hơn, nhưng thực tế không phải. Chúng ta biết rằng là cái mồ hôi cái hôi nách ấy là liên quan đến cái tuyến mồ hôi nội tiết chứ không phải mồ hôi thông thường. Và chính vì đó mà có một số người bị mắc cái chứng tăng tiết mồ hôi nhưng mồ hôi thông thường ấy, hay là mồ hôi ngoại tiết ấy, thì mồ hôi nó cứ chảy ròng ròng ra nhưng hoàn toàn không có mùi hôi nách. Dạ vâng. Hay những có những người thì thậm chí không có mồ hôi, thậm chí vùng nách rất là khô nhưng mà chúng ta sờ vào chúng ta đấy là chúng ta cảm giác thấy không có mồ hôi nhưng thực tế ra nó có những cái thành phần của mồ hôi nội tiết nó bám bề mặt da mà chúng ta không cảm giác được, không cảm nhận được. Mặc dù thì nhiều người như vậy mồ hôi rất ít nhưng mà mồ hôi lại cái mùi hôi lại rất là nặng. Thì đấy là giải thích là tại sao có những người thì rất ít mồ hôi, bài tiết rất ít mồ hôi nhưng mà cái mùi hôi lại rất là nặng. Thì đây cái trường hợp mà đúng, nếu như những người mà tiết ít mồ hôi mà mồ hôi lại nặng như vậy thì quả thật là điều trị nó rất là khó hơn đối với những người mà mồ hôi ra nhiều mà chúng ta bị hôi nách. Tại sao như vậy? Là vì là mồ hôi rất, bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ ngăn cái mồ hôi ra ít nhưng mà chứng tỏ rằng là cái thành phần của mồ hôi nó chứa rất là nhiều các cái sản phẩm nó gây và để vi khuẩn nó chuyển hóa gây ra mùi. Còn trường hợp mà chúng ta bài tiết nhiều mồ hôi nhưng mà cái sản phẩm nó chuyển hóa thành những chất gây mùi ít thì cái mùi hôi ít thì việc đấy điều trị dễ hơn là những người mà mồ hôi tiết ra ít nhưng mà lại mùi hôi rất là nặng. Dạ vâng. Đấy giải thích tại sao trường hợp này. Thì đối với trường hợp này như tôi nói mình thì chỉ còn không cách nào khác cả, chúng ta chỉ cần vệ sinh cá nhân tốt này. Thế rồi mặc các cái trang phục mà nó thấm hút mồ hôi tốt này để tránh cái tình trạng mồ hôi nó bài tiết ra nó đọng lại vùng nách. Nó là cái tạo điều kiện để cho vi khuẩn nó chuyển hóa thành phần ở cái mồ hôi ở vùng nách đấy thành những sản phẩm gây mùi. Thế rồi chúng ta sản phẩm sử dụng sản phẩm ngăn tiết mồ hôi và khử mùi vùng nách. Ở đây mặc dù bạn cảm giác thấy mồ hôi tiết ra ít nhưng thực tế ra là cái mồ hôi của tuyến mồ hôi nội tiết ấy, nó tiết ra các cái chất nhờn ấy, các cái thành phần các axit béo nó có cảm rất là nhờn, nó cứ động lại vùng nách mà chúng ta cảm thấy nó không chảy ròng ròng ra thì chúng ta tưởng là ít thôi, thực tế ra nó cũng khá là nhiều đấy, không phải là ít đâu. Thế thì đấy là cái chúng ta sử dụng cái lăn để ngăn tiết mồ hôi vùng nách. Và cái lăn để cái thành phần nó ngoài ra nó ngăn tiết thì nó có thành phần là khử mùi nữa, là nó tiêu diệt các cái vi khuẩn ký sinh ở vùng nách, thì nó đấy là một tác dụng kép như là cái sản phẩm mà tôi đã nói, đó là cái Aquaceline đã được nói rất nhiều trong chương trình. Dạ vâng, đó là những lời tư vấn chia sẻ đến từ bác sĩ Vũ Văn Lực dành cho vị thính giả đã gửi thư về cho chương trình. Và thưa quý vị, lúc này thì thông qua tổng đài của chúng tôi 1900 6255 tiếp tục là một kết nối trực tiếp nữa đến từ một vị thính giả đã gọi điện lên chương trình. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe trò chuyện với thính giả này ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, trước khi mà chúng ta trò chuyện nhiều hơn thì xin mời vị thính giả giới thiệu một chút về mình đi ạ. Vâng, em tên là Phát ở Hà Nội. Em cũng đang có một câu hỏi về vấn đề da mồ hôi. Dạ vâng. Vâng. Xin mời ạ. Thì cụ thể là bản thân em nhiều mồ hôi ở vùng nách, ở tay, ở chân nữa. Nó không chỉ ra nhiều mà nó còn bị hôi vì là vẫn hôi nách. Thì em cũng đang băn khoăn là liệu là có phương pháp gì để điều trị được cả hai vấn đề này không, tức là vừa ra một hôi nhập tay chân này và hôi nách nữa nhá. Vâng. Vâng, xin chào anh. Vâng, cái vấn đề mà của anh cũng khá là rõ và thực tế cũng gặp rất là nhiều, tức là vừa tăng tiết mồ hôi vùng nách, vừa tăng tiết mồ hôi da tay chân và vâng, và vừa gây ra cái mùi hôi nữa. Thế thì vâng. Thế thì cái này thì như tôi đã nói trong trình, tức là vấn đề mà bài tiết mồ hôi nó là vấn đề sinh lý. Chúng ta rất là khó để mà ngăn nó tiết được hoàn toàn. Thế thì cái vừa ra mồ hôi tay chân ấy thì nó không liên quan gì đến cái mùi hôi nách cả anh ạ. Tại sao như vậy? Bởi vì cái mồ hôi tay chân ấy, hay là mồ hôi toàn thân ấy, là mồ hôi của tuyến mồ hôi ngoại tiết. Và tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì nó bài tiết ra các cái thành phần mồ hôi, nó chủ yếu là muối khoáng và nước. Và cái tác dụng, cái vai trò của nó là để điều hòa thân nhiệt. Và điều hòa thân nhiệt cho nên là nó cái thành phần mồ hôi này nó không gây ra hôi nách, nó chỉ gây ra cái mùi hơi khó chịu một chút thôi nếu như chúng ta mà không vệ sinh cá nhân tốt. Còn cái thủ phạm chính đó là cái mồ hôi ở vùng nách, là cái thành phần của mồ hôi của cái tuyến mồ hôi nội tiết, thì nó gây ra các
cái nó bài tiết ra cái mồ hôi mà nó chứa các thành phần là axit béo, và khi mà ta sờ lên cảm thấy rất là nhớt ấy, thì đấy là thành phần là axit béo. Và chính các axit béo này thì các cái vi khuẩn nó chuyển hóa axit béo này nó thành cái sản phẩm gây mùi. Thế thì anh có hỏi rằng là chúng ta có khắc phục được cái tuyến cái bài tiết mồ hôi tay chân hay không, thì tôi xin nói rằng là cái vấn đề khắc phục của tuyến mồ hôi tay chân cho đến nay ấy, thì trên thị trường có một số cái sản phẩm để ngăn tiết mồ hôi tay ở vùng tay vùng chân, hay là còn gọi là mồ hôi toàn thân ấy, nhưng mà hiệu quả nó rất là thấp anh ạ. Cho nên chưa có phương pháp nào, chưa có biện pháp nào được đánh giá là tốt để mà ngăn tiết được cái mồ hôi vùng tay vùng chân. Bởi vì sao? Bởi vì tiết cái mồ hôi tay chân này là được điều khiển bởi hệ thần kinh giao cảm, mà một hệ tinh còn được gọi là thần kinh thực vật, là hoàn toàn tự động. Vâng, hoàn toàn tự động. Chúng ta chỉ cần xúc động cái này, hay lo lắng hồi hộp này, hay là buồn bã. Vâng, buồn bã. Lúc mà em mà căng thẳng nói căng thẳng thì mồ hôi nó vã ra nhiều nhá. Vâng, đấy là cái để tôi giải thích như thế để thấy rằng là chúng ta không có phương pháp nào để khắc phục được cái chứng hôi mồ hôi tay chân này cả. Và hiện nay có một số thuốc thì bôi trên da để làm giảm tiết, tuy nhiên thì hiệu quả nó cũng chưa được cao. Thế thì anh đấy, như vậy là với cái tư vấn như vậy thì để thấy rằng là vấn đề mà mồ hôi, mà tiết mồ hôi này rất là nan giải, chứ không riêng gì cái vấn đề hôi nách đâu. Thế thì anh như vậy là để khắc phục nó như thế nào, thì nếu ở mức độ mà vừa phải nó chưa ảnh hưởng gì, bởi thực ra nếu tiết mồ hôi nhiều này nó không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe, nó chỉ gây ra khó chịu một chút thôi anh ạ, chứ nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Và nếu như ở mức độ vừa phải thì anh chỉ cách là mình dùng khăn để mình lau đi thôi. Nhất là nếu mà các cháu học sinh chẳng hạn, tôi gặp rất nhiều cháu là tiết mồ hôi nhiều đến mức độ là còn ướt hết cả sách vở khi đi học, thì cái biện pháp khắc phục cũng rất là khó khăn. Chúng ta chỉ bảo các cháu là khuyên các cháu là dùng khăn chúng ta lau thôi. Thế còn trường hợp mà nặng nó gây ra ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, đến công việc, thậm chí ảnh hưởng cả đến nghề nghiệp, hoạt động nghề nghiệp nữa, thì được khuyên rằng là chúng ta nên đi đốt hạch giao cảm. Phẫu thuật. Chứ trường của anh mà chưa đến mức độ đấy thì tôi khuyên rằng anh chỉ khắc phục bằng cách là mình dùng khăn lau đi thôi. Thế còn đối với chứng hôi nách cũng vậy. Nếu như mà nó hôi nhiều thì mình chỉ cần sử dụng cái lăn nách, và vừa ngăn tiết mồ hôi và vừa khử mùi vùng nách thôi. Và tôi đã nói trong chương trình rồi là mình dùng cái aquazoline để vừa ngăn tiết mồ hôi và vừa khử mùi hôi thôi, chứ còn không có biện pháp nào khác được đánh giá là ưu việt đến mức độ là chưa có biện pháp nào gọi điều trị triệt để ở đâu anh ạ. Nhá. Vâng. Như vậy là về vấn đề mồ hôi của tay chân mà ra nhiều thì có thể can thiệp phẫu thuật là đốt hạch giao cảm phải không ạ? Vâng. Em cũng đang nghĩ đến cái vấn đề đấy, là mình sẽ mổ xong rồi thì nó ảnh hưởng nhiều đến vấn đề giao tiếp của em. Không. Giữa người khác mà mổ tay ướt thì cũng nhiều khi thấy kém tự tin đó ạ. Vâng. Đúng nhá. Thì nếu mà thấy nó ảnh hưởng rất nhiều thì mình chỉ có biện pháp đấy để nó mới ngăn tiết được mồ hôi tay chân thôi anh ạ. Vâng, còn hôi nách thì mình chỉ cần khắc phục bằng cách là mình dùng cái lăn khử mùi và lăn ngăn tiết mồ hôi nhá. Dạ vâng. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì vị thính giả của chúng ta đã có được thêm thông tin rất là rõ ràng để có thể là trong thời gian tới là giúp mình có thể tự tin hơn khi mà ra đường và gặp mặt những người xung quanh. Thưa quý vị, trở lại với chương trình với những lá thư được gửi về cho chúng tôi, có một câu hỏi như sau ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi, cả tôi và vợ tôi đều bị hôi nách, liệu con tôi sinh ra có nguy cơ bị hôi nách không? Có cách nào chữa từ sớm không? Hay chỉ có cách duy nhất là vệ sinh sạch sẽ và chăm chỉ dùng các sản phẩm khử mùi, ngăn tiết mồ hôi? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, cái vấn đề mà cả hai vợ chồng mà bị hôi nách thì các con nguy cơ hôi nách rất là cao. Vâng, cái vấn đề này tôi đã nói rất nhiều rồi. Và nhiều người nói rằng mà tại sao cả nhà hôi nách là vì cái lý do như vậy. Chúng ta thấy rằng là các cái thống kê người ta thấy rằng là nếu bố và mẹ mà đều bị hôi nách ấy, thì vâng, có đến 80% các con là bị hôi nách. Dạ, vâng. Một tỷ lệ rất cao. Thế còn nếu như chỉ bố hoặc mẹ bị hôi nách ấy, thì khoảng 50% các con là bị hôi nách. Như vậy thấy rằng là cái vấn đề hôi nách này nó di truyền khá là rõ, liên quan đến cái gen, và người ta gọi là cái gen hôi nách. Và việc điều trị có điều trị được sớm không ấy, thì như tôi đã nói trong chương trình nói nhiều, thì tôi không có phương pháp điều trị nó triệt để được cả. Và chúng ta chỉ dùng các cái sản phẩm để làm ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi thôi. Cũng xin nhắc lại rằng là cái chứng hôi nách này thì nó liên quan đến vấn đề là cái tiết mồ hôi, ở đây cụ thể là tuyến mồ hôi nội tiết. Và cái tuyến mồ hôi này nó chỉ hoạt động từ tuổi dậy thì. Và chính vì lý do đấy cho nên là các bạn trẻ mà khi mà đến tuổi dậy thì bắt đầu chúng ta rất là nhiều bạn xuất hiện cái chứng hôi nách.
Và trẻ em, đây chúng ta phải lưu ý rằng trẻ em không bị hôi nách. Rất nhiều trẻ em tiết rất nhiều mồ hôi nhưng mà không bị hôi nách một chút nào cả. Và đến tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở đi bắt đầu mới bị hôi nách. Thì về điều trị hay là khắc phục thì tôi xin nói rằng là chúng ta chỉ cần không có phương pháp nào điều trị triệt để cả. Và chúng ta chỉ dùng các cái lăn nách để khử mùi hôi, để ngăn tiết mùi hôi và khử mùi hôi thôi. Và giai đoạn nếu như những người mà tiết mùi hôi mà nặng ấy, mùi hôi mà nhiều ấy, thế rồi tiết mùi hôi nhiều thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta lăn thường xuyên, lăn hàng ngày. Và cái biện pháp lăn ở đây chúng tôi như tôi đã nói là chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm Aquaseline. Cái sản phẩm này thì ban đầu cái cách sử dụng là chúng ta lăn vào buổi tối thôi, từ sau khi mà tắm xong lau khô vùng nách chúng ta lăn vào buổi tối, và đến ban ngày là không cần phải lăn lại nữa, nhưng đến tối hôm sau chúng ta lại lăn tiếp. Thì giai đoạn đầu như tôi đã nói là chúng ta lăn hàng ngày, nhưng khi mà đã kiểm soát được cái mùi hôi rồi, tức cái mùi hôi đã giảm, đã cải thiện rồi, cái mồ hôi nó cũng tiết ra, bài tiết vùng nách nó cũng bài tiết ra ít rồi, thì chúng ta không cần phải lăn hàng ngày nữa. Chúng ta cách ngày ra khoảng 2 ngày một lần, thậm chí sau đó chúng ta chỉ cần dùng 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Thì đấy là cái phương pháp khắc phục cái chứng mồ hôi, tôi nghĩ rằng nó đơn giản, dễ sử dụng và tiện lợi và cũng mang lại hiệu quả cao, chứ cho nay cũng chưa có nào điều trị hoàn toàn triệt để cả. Dạ vâng. Đó là những lời chia sẻ tư vấn đến từ khách mời của chúng ta dành cho vị thính giả. Và thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi tiếp tục trả lời tư vấn thêm một câu hỏi nữa đến từ một vị thính giả mà họ đã không tiện kết nối lên chương trình và đã gửi thư về cho chúng tôi. Câu hỏi như sau ạ. Xin chào chương trình, tôi muốn hỏi là việc đi triệt lông nách có làm giảm mùi hôi và ngăn tiết mồ hôi không ạ? Phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi có giúp khỏi hẳn hôi nách không? Da tôi nhạy cảm, không dùng được các loại lăn nách, lăn khử mùi. Mỗi lần dùng thì đều bị mụn nhọt và rất ngứa. Mong bác sĩ tư vấn thêm. Cái vấn đề này cũng gặp khá nhiều. Và nhiều người cũng lăn tăn là việc rằng triệt lông nách thì có làm hết mùi hôi và ngăn được tiết mồ hôi không. Tôi khẳng định rằng là triệt lông nách không liên quan gì đến vấn đề bài tiết mồ hôi cả. Dạ vâng. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vấn đề mà cho dù anh triệt lông nách, cái nang lông ấy, thì chúng ta triệt đi, nhưng mà cái chỗ đổ của tuyến mồ hôi nó không bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên vấn đề mà triệt lông nách nó vấn mồ hôi nó vẫn tiết ra bình thường. Và những người bị hôi nách ấy, thì vấn đề triệt lông nách thì nó cũng vẫn cứ bị như thường. Tại sao như vậy? Là bởi vì là cái mồ hôi anh bài tiết ra ấy, thì các cái vi khuẩn nó vẫn cứ ký sinh vùng nách và nó vẫn chuyển hóa các cái sản phẩm của tuyến mồ hôi và gây ra mùi hôi. Có điều là những người mà triệt lông nách ấy, thì cái vấn đề mồ hôi nó bài tiết ra nó không động ở lại vùng nách thì có thể phần nào đó nó có thể làm giảm được cái mùi hôi, là vì là cái vùng nách nó khô thoáng hơn và dễ vệ sinh hơn. Đấy, thì thế thôi, chứ còn nó cũng không thể mà hết được cái mùi hôi ở vùng nách. Dạ vâng. Thế vấn đề mà diệt tuyến mồ hôi thì có cải thiện được cái mùi hôi vùng nách không? Tôi khẳng định rằng là có. Bởi vì sao? Bởi vì khi ta diệt tuyến mồ hôi thì ta làm ngăn tiết được cái mồ hôi vùng nách. Dạ vâng. Vâng. Thì đấy là một biện pháp, hiện nay cũng là một trong những phương pháp để khắc phục cái chứng hôi nách. Dạ vâng. Tuy nhiên thì tôi đã nói rằng là có khoảng độ 1 triệu tuyến mồ hôi nội tiết. Dạ vâng. Mà chúng ta không thể mà tìm hết để mà diệt được từng đấy cái tuyến. Và chúng ta chỉ diệt được cái phần nào đó thôi. Và vì lý do đấy cho nên nhiều trường hợp đi diệt tuyến nhưng mà nó cũng không mang lại hiệu quả, nó chỉ giảm đi thôi. Một số trường hợp thì ban đầu thì mang lại hiệu quả nhưng sau đó thì nó lại tái phát. Thì đấy là cái vấn phương pháp diệt tuyến. Một cái nhược điểm nữa của diệt tuyến đó là đây là một phương pháp mà người ta gọi là phải can thiệp, cho nên chúng ta không phải là đâu chúng ta thực hiện được, mà ta phải đến những cơ sở y tế chuyên khoa chúng ta mới thực hiện được. Thế nếu như trường hợp của bạn mà da bị kích ứng ấy, thì chúng ta phải mà dễ bị kích ứng như vậy thì chúng ta không sử dụng được cái lăn thông thường, thì chúng ta phải sử dụng cái lăn mà nó không bị kích ứng. Như tôi nói chương trình đó là Aquaseline, đây là hoàn toàn được bào chế từ thiên nhiên, nó không gây kích ứng da, chúng ta hoàn toàn sử dụng sản phẩm này nhưng không phải lo lắng gì cả nhá. Và một cái ưu điểm nữa sản phẩm này đó là nó thấm hút rất là nhanh, tức là lăn cái thì trong vòng 30 giây là thấm hút hết ngay rồi, cho nên nó không để lại những cái trên da một cái dấu vết gì cả, mà không gây ố vàng áo gì cả, không gây kích ứng da và hoàn toàn là dễ chịu. Chúng ta hoàn toàn sử dụng sản phẩm này nó không ảnh hưởng gì đến da, nhiều kể cả những người bị kích ứng da mà sử dụng sản phẩm này vẫn được. Đấy là cái lời khuyên dành những người mà nó có làn da bị kích ứng. Còn việc mà đi triệt tuyến mồ hôi thì đúng là có hiệu quả, nhưng mà như tôi đã nói cũng có một số các nhược điểm nhất định.
Dạ vâng, như vậy là vị thính giả của chúng ta phải cân nhắc trước khi mà chúng ta quyết định có những cái can thiệp như vậy đúng không ạ? Và thưa quý vị, cùng trở lại với tổng đài của chúng tôi 19006255 là một thính giả nữa đã tiếp tục đã có thể kết nối trực tiếp lên chương trình rồi. Xin mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với vị thính giả này. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin chào thính giả. Vâng. Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Alo. Vâng, chào ông. Dạ vâng. Xin vâng. Vị thính giả ngày hôm nay khi mà gọi lên chương trình thì có vấn đề gì muốn được hỏi chúng tôi thì xin mời vị thính giả cùng chia sẻ đi ạ. À vâng, tôi là Phạm Thị Lan ạ. Năm nay tôi ngoài 50 tuổi rồi. Vâng. Tôi bị hôi nách thì trẻ đến giờ. Thì bây giờ thì thấy tôi sẽ đỡ thì không biết là có khỏi được không ạ. Vâng. À, vâng, xin chào bác. Vâng, bác đã hơn 50 tuổi rồi và đã bị trong chương trình tôi đã nói rồi, tức là cái chứng hôi nách ấy thì nó xuất phát nguyên nhân là do cái tuyến mồ hôi nội tiết, nó bài tiết ra các cái thành phần mồ hôi, đó là các cái axit béo và cái vi khuẩn nó chuyển hóa axit béo này thành sản phẩm gây mùi. Và cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó tập trung một số vùng như là vùng nách này, vùng quanh núm vú này, hay là vùng hậu môn sinh dục. Thế thì và nó hoạt động, cái tuyến mồ hôi nội tiết này nó lại hoạt động từ tuổi dậy thì, tức là bác khi đến tuổi dậy thì đến lúc đấy nó hoạt động. Và và nó xuất hiện cái mùi hôi là bắt đầu từ cái tuổi dậy thì. Trẻ em thì không bị hôi nách đâu ạ, và đến tuổi dậy thì rồi nếu ai bị mắc thì mà đến tuổi dậy thì rồi mới mắc. Và nó tăng dần, vâng, cái tuyến khi mà cái tuyến tuổi dậy thì nó xuất hiện chứng hôi nách này rồi thì nó lại tăng dần đến tuổi trưởng thành. Và khi về già như của bác ấy thì nó giảm đi đôi chút chứ nó không hết đâu ạ. Nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái mồ hôi nó vẫn cứ tiết ra. Và cái vi khuẩn ở cái vùng nách nó vẫn cứ chuyển hóa các cái mồ hôi này và nó gây ra cái mùi. Ở đây như tôi đã nói rằng là cái vấn đề tiết mồ hôi này nó hoàn toàn sinh lý và nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ và nó kéo dài suốt cuộc đời. Cho nên là mình về già ấy, thì nó cái tuyến mồ hôi do cái lão hóa cơ thể. Cho nên cái tuyến mồ hôi nó giảm tiết bài tiết đi đôi chút, tức là nó cái mùi hôi nó cũng giảm đi đôi chút thôi chứ nó không nó không khỏi hoàn toàn đâu bác ạ. Thế có nhiều người mách tôi chữa các phương pháp dân gian thì liệu có được không, hay là dùng lăn lách ấy, có được không? Cái phương pháp dân gian ấy thì ở trong một số cái chuyên đề chúng tôi cũng nói về phương pháp dân gian thì nó cũng có rất nhiều những cái phương pháp được sử dụng, chẳng hạn như chúng ta dùng gừng này, dùng phèn chua, hay là dùng muối chúng ta giã ra chúng ta trà dùng lách. Nó cũng mang nó cũng mang lại một số hiệu quả bác ạ. Tuy nhiên ý, thì ở những một số người mà cái mùi hôi nặng chẳng hạn thì cái phương pháp dân gian này nó cũng không mang lại hiệu quả. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai đó là cái thời gian tác dụng của phương pháp này nó rất là ngắn. Vâng, chúng ta chỉ trà một lúc sau nó đã có mùi rồi. Thế rồi nó rất là ngắn. Thêm một cái nữa là cái việc mà chúng ta mỗi một lần mà chúng ta cần trà cần lăn thì lại phải đi giã, đi gói ghém vào, nó rất là bất tiện. Cho nên tốt nhất là bác nên sử dụng các cái sản phẩm người ta đã được bào chế sẵn dưới dạng các cái lọ, cái lăn hàng ngày nhá, thì mình là tiện cái sử dụng. Lăn nách các thứ đấy thì vâng các lăn nách nặng nhất từng mùi vâng nhá. Vâng. Thế còn như con cháu tôi thì liệu sau này có bị không ạ, có bị lây, có bị ảnh hưởng không ạ? Như tôi đã nói ông Trình, tức là những người mà bị hôi nách ấy, bố và mẹ bị hôi nách ấy, thì có đến khoảng 80% các con bị hôi nách. Vâng, một tỷ lệ rất cao bác ạ. Thế còn nếu như nếu chỉ có mẹ hoặc là bố bị hôi nách thôi thì có khoảng 50% các con bị hôi nách. Như vậy đấy là cái tính di truyền nó khá là cao bác ạ. Thôi cảm ơn ông. Với những tư vấn vừa rồi thì hy vọng là vị thính giả của chúng ta cũng đã có thêm được cho mình kinh nghiệm, kiến thức để có thể là khiến cho cơ thể của mình có thể bớt được những mùi hôi khó chịu đi. Thưa quý vị, trở lại với những bức thư của thính giả đã gửi về cho chương trình. Sau đây thì Trọng Khương xin chia sẻ một câu hỏi đến từ một thai phụ ạ. Xin chào bác sĩ và chương trình. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi trước đây không bị hôi nách, nhưng mà kể từ khi mang thai, tôi thấy mình ở vùng nách có một lượng mồ hôi tiết ra rất là nhiều, kèm theo mùi hôi khó chịu. Xin bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi là tại sao khi mang thai lại bị hôi nách và hướng điều trị bệnh hôi nách khi mang thai. Xin cảm ơn bác sĩ. Trong một số cái chương trình chúng tôi có hẳn một cái chủ đề là hôi nách ở phụ nữ mang thai và sau sinh. Thế thì tại sao là phụ nữ mang thai thì lại bị hôi nách mà trước đó hoàn toàn không hôi nách? Cái này thì nó rất là rõ. Như tôi đã nói rồi, cái cơ chế hình thành hôi nách là vấn đề là tăng tiết mồ hôi vùng nách. Cụ thể ở đây là mồ hôi của các cái tuyến mồ hôi nội tiết nó hoạt động quá mạnh, nó gây ra nó tăng tiết nhiều mồ hôi vùng nách, và các cái vi khuẩn nó ký sinh vùng nách nó chuyển hóa cái thành phần mồ hôi này, nó gây ra chứng hôi nách. Thế thì tại sao phụ nữ mang thai trước đó không bị mà đến thời mang thai bị? Là vì chúng ta biết rằng là khi mang thai cơ thể có một loạt các thay đổi.
một trong những cái thay đổi đó, đó là tăng rất nhiều các cái nội tiết tố trong cơ thể, các hormone của sinh dục và các hormone của phụ nữ, hormone bào thai nó tăng rất nhiều trong cái thời kỳ mang thai. Và hậu quả là cái gì? Là nó tăng hoạt động của tuyến mồ hôi nội tiết. Và khi mà hoạt động tuyến mồ hôi nội tiết tăng lên thì đương nhiên rằng cái bài tiết rất là nhiều những cái mồ hôi, cụ thể đây là mồ hôi có chứa các cái axit béo, mà mồ hôi người ta gọi là mồ hôi nội tiết. Một cái lý do nữa đó là khi mang thai ấy, thì chị em có xu hướng là căng thẳng hơn, rất là căng thẳng, lúc lo lắng rồi thì buồn bã, thế rồi thì lo lắng lo toan rất là nhiều trong cuộc sống. Và chính cái lo này, nó cũng lo lắng này, nó cũng làm kích thích cái thần kinh giao cảm và nó cũng làm tăng bài tiết mồ hôi. Vâng. Đấy, thế, đấy là chưa kể đến những chị em mà khi mang thai mắc rất nhiều các bệnh lý nữa, và càng mắc một số bệnh này thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề bài tiết mồ hôi. Thế rồi mang thai một cái nữa đó là do chị em khi mà mang thai thì cái vấn đề mà vệ sinh cá nhân này hay là vấn đề mà công việc hàng ngày nó ảnh hưởng, và chính vì điều đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề tăng tiết mồ hôi và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bài tiết mồ hôi ở vùng nách. Thì đấy là giải thích là tại sao phụ nữ mang thai là cái nguy cơ bị hôi nách rất là cao. Thế về khắc phục cái chứng hôi nách trong khi mang thai thì chúng tôi có cả một cái chương trình giải thích rất là rõ. Chúng ta sử dụng cái sản phẩm làm sao đó mà chúng ta cái sản phẩm này nó không ảnh hưởng gì đến đến thai nhi, và nó hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, mà nó an toàn tuyệt đối với lại thai nhi và phụ nữ mang thai cũng như là phụ nữ cho con bú. Thì đấy là sản phẩm mà tôi đã nói chương trình, đó là Aquaceline, tức là được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên, và các cái nguyên liệu thì được bào chế từ thiên nhiên, và nó không gây kích ứng da, không gây ố vàng áo, và không hoàn toàn yên tâm với phụ nữ mang thai và cho con bú. Thì sản phẩm này chúng ta có thể dùng thường xuyên được, dùng suốt quá trình mang thai và sau sinh, không ảnh hưởng gì đến đến sữa mẹ nữa. Cho nên là bạn có thể yên tâm mà sử dụng cái Aquaceline này, không ảnh hưởng gì nhé. Dạ vâng. Và trước khi mà chương trình hết thời lượng thì chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa đến từ một vị thính giả, và rất là mong là bác sĩ tư vấn thêm ạ. Có một câu hỏi rằng là tại sao một phụ nữ làm văn phòng như tôi mà không lao động vất vả nhưng vẫn ra mồ hôi nách rất nhiều và có mùi hôi nách, giờ tôi phải làm sao để điều trị được tình trạng này thưa bác sĩ? Đây là câu hỏi đến từ một vị thính giả nữ làm văn phòng ạ. Vâng, vâng. Như tôi đã nói, vấn đề tiết mồ hôi là sinh lý, mình cứ nhắc đi nhắc lại mỗi cái vấn đề này. Vâng. Cho nên là nó không liên quan gì đến cái lao động nhiều lắm. Tất nhiên, chúng ta lao động thể lực này hay là thời tiết nắng nóng này thì nó cũng tăng tiết mồ hôi. Nhưng không có nghĩa rằng là những người mà không hoạt động nó không tiết. Bởi vì nhân viên văn phòng chúng ta cũng bài tiết, nó cũng có thể gây hôi nách. Vâng. Bởi vì tôi đã nói ở trước đó có một bạn hỏi rằng là vấn đề nó có song hành giữa tăng tiết mồ hôi và mùi hôi không. Tôi xin thưa rằng là đúng là về trong trường hợp chung, nói chung ấy, thì những người mà tăng tiết mồ hôi hay là mồ hôi ra nhiều thì sẽ có mùi hôi nách nhiều. Nhưng không có nghĩa rằng những người ra ít mồ hôi nó cũng không có mùi hôi, là không có mùi hôi. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây nó liên quan đến cái mồ hôi, cái tuyến mồ hôi nội tiết. Vâng. Mà tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó không phải ảnh hưởng quá lớn của cái môi trường xung quanh, mà nó ảnh hưởng nhiều đến vấn đề nội tiết này, đến vấn đề là hoạt động, đến vấn đề là căng thẳng này, tư tưởng chúng ta căng thẳng, rồi buồn bã, rồi lo lắng, rồi áp lực công việc. Đấy, những cái đấy đã ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề bài tiết mồ hôi. Cho nên là với những nhân viên văn phòng, chúng ta với áp lực công việc, mặc dù ngồi trong phòng điều hòa, ngồi trong phòng máy lạnh, nhưng vẫn có nguy cơ bị hôi nách là vì lý do như vậy, chứ không phải là chúng ta ngồi phòng điều hòa mà không bị hôi nách đâu. Thì đấy là cái lý giải tại sao rất nhiều bạn trẻ làm trong phòng, trong điều kiện là không hoạt động thể lực nhiều nhưng mà vẫn bị hôi nách rất là nặng. Dạ vâng. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những lời tư vấn đến từ khách mời của chúng ta, bác sĩ Vũ Văn Lực, và những lời tư vấn vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại phần tư vấn thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Aquaceline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259, hoặc là gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử của chúng tôi, đó là khoe đẹp a@bacsitivan.vn. Quý vị có thể nghe lại chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng trên kênh phát thanh thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, tần số FM 93.7MHz vào lúc từ 16 giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn đến đây thì Trọng Khương xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau. Aquaceline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu.